chào cô ba. Dạ mời cô ba ra xe. Xe đậu sẵn chở bên ngoài rồi. Đi bao lâu về vẫn không thay đổi gì hết. Xứ sở gì nghèo nàn. Cậu ba, bộ bên nước ngoài là nó đẹp đẽ, sạch sẽ, giàu có hơn nước mình nhiều hả cậu ba? Vậy cũng hỏi thằng ngu. Cậu ba, vậy sao cậu ba không ở bển luôn, về đây chi vậy? Tao về hồi nào mày? Lũ. Dạ. Lo đánh xe đi, đừng có nói lung tung nữa. Dạ. Mà anh hai cũng đừng có cản nó nói. Thiệt tình em không hiểu nổi má luôn. Ở đây có anh hai trông coi ruộng vườn rồi, vậy mà má cứ đánh dây thép qua nặng nặc kêu em về đây cho bằng được. Mày dừng lại đi, chờ như mày chứ sáng mai mới về tới nhà quá. Dừng lại. Chợ mới về hết chị Tư. Dạ sao? Mà anh nói đi, má kêu em về nước có chuyện gì không? Cậu ba, con nghe nói á, đợt này bà chủ kêu cậu ba về là để gả vợ cho cậu ba đó. Cái gì? Cậu ba, cậu ba có chừng. Cậu ba. Chết rồi bà con ơi. Trời ơi, chết rồi, cô ơi, chết rồi. Cô ơi, cô ơi, cô ơi, nè, 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 có sao không, có sao không? Trời ơi, trời ơi, chết con người ta rồi còn cái gì nữa. Cô ơi, cô kể. Cô tỉnh đi đi cô. Cô ơi, trời ơi, có sao không? Cô ơi, hả? Cô ơi, cô. Cô kể. Cô ơi, cô. Cô kể. Chạy sao cái kiểu gì vậy trời. Trời ơi, cô bị xe đụng rồi. Cô coi cô có bị gì. Cô đụng cái gì? Ủa, lần đầu mới thấy đụng xe hả? Cô đụng thử cho biết không? Dạ cậu ba, cậu ba mới về à, thôi thôi mọi người mình đi làm việc đi ha. Cô ơi cô tỉnh dậy đi cô. Thôi cô ơi cô đi về đi cô. Trời ơi thôi đi đi cô ba, giờ cổ xỉu rồi sao cô ba? Đưa cổ về nhà nè. Anh nghĩ là má sẽ không thích đâu. Má không thích rồi sao anh hai? Không lẽ cứ để cổ nằm ngoài này không biết cổ sống chết như thế nào sao? Lũ cứ đưa cổ về nhà, bà la thì nói tao biểu. Giờ sao cô hai? Cậu ba nói sao thì làm vậy đi. Dạ. Lên. Cẩn thận. Má. Mang đồ vô trong. Má. Dạ.
Vô nhà đi con. Dạ. Từ từ thôi, tôi cũng còn nghỉ ở đây đi. Cho cô ngồi xuống đi. Cô. Cô. Có sao không cô? Cô. Tỉnh dậy đi cô ơi. Má, má ngồi đi má. Thái Duy, ngồi đi em. Dạ. Con. Dạ. Sao không bố thí cho nó vài đồng, rước nó về nhà chi cho mất công vậy? Con cũng tính như vậy, nhưng đây là ý của Khải Duy. Má không ngờ sau khi đi ngoại quốc về con lại thay đổi nhiều quá vậy. Vậy chứ bây giờ má muốn làm sao nè? Không lẽ má muốn con sau thời gian đi du học ở ngoại quốc về, cuối cùng cũng chỉ là thằng nhà quê chân lắm phèn à? Đem nó về á là tự mang phiền phức vô nhà thôi. Mai á mà nó không sao, lỡ có bị gì, có phải là rước họa vô nhà mình không? Má, không phải là con không biết, nhưng mà tình hình lúc đó chỉ có con với lại anh hai. Ngoài ra còn có cả đám tá điền nó bu lại nữa. Không lẽ má muốn tụi nó bàn ra tán vô để cho mất danh tiếng nhà mình hả? Thì ra là như vậy. Khải Văn. Dạ. Con thấy chưa? Dạ. Má nói rồi mà, từ xưa nay á, Khải Duy vẫn là đứa biết nhìn xa trông rộng. Dạ. Ủa vậy má nghĩ con làm chuyện này là vì cái gì? À, vậy mà má cứ tưởng. Thôi má hiểu rồi. Dạ. Con xin phép má con ra sau. Ừ. Em ngồi chơi với má nha. Dạ. Tỉnh lại. Cô ơi, cô. Cô ơi. Anh Lỗi, cô tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi đó. Tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi. Dạ cô ba ơi. Cái cô về tỉnh rồi nè. Dạ cậu ba. Dạ cậu ba, cô tỉnh rồi. Tỉnh rồi hả? Dạ. Con tỉnh rồi. Dạ con thưa bà. Không cần thưa gửi, thấy trong người sao rồi? Dạ. Con cảm ơn bà, con khỏe rồi. Dạ. Bây giờ con xin phép con đi. Từ từ con. Cẩn thận đó chị. Cày xước thì phải đau, làm như con nít không bằng. Thấy trong người sao rồi? Dạ. Má, má đừng có lo cho nó quá, nó ăn dạ bây giờ đó má. Nè, con không biết gì đừng có xía vô. Đau chỗ nào? Dạ. Ủa sao không nói? Con có miệng hả? Dạ, dạ, con có miệng. Dạ, con không có đau chỗ nào hết. Không có đau chỗ nào hết sầu xỉu. Tính nằm dạ ở đây hả? Dạ, dạ không, con không có nằm dạ. Con... con... con không có xỉu gì đâu. Mà con xỉu gì... Vì cái gì? Vì con... Hả? Dạ gì? Dạ con xỉu, dì con đói bụng. Con đói bụng. Bà Bảy. Dạ. Lấy cho nó chén cháo đi. Dạ. Nè, ăn xong rồi á thì kiếm đường mà đi nghe chưa? Không có được nằm giả đây đó. Dạ con không dám. Thank you.
à, nấu cho cô miếng cháo mợ đi con. Kệ nó đi, mợ vô trong nhà nghỉ đi, trời nắng lắm. Đứng lên đi chị. À, thôi cô đi theo tôi đi. Cho nó ăn xong rồi đứng đó đi. Quan tâm chi cho nó mệt. Cẩn thận nha. Có quan tâm gì đâu. Uống nước đi con. Dạ. Cô gì đó ơi, cô ăn cháo đi cho đỡ đói nè. Dạ. Coi chừng nóng đó nha. Từ từ thôi, coi chừng nóng. Không biết nóng hả? Tại vì tôi đói bụng quá. Ăn đi, rồi tôi múc thêm cho. Cô ăn giỏi ghê. Tôi ăn, ăn hết nữa rồi. Không? Thôi tôi no rồi. Má cho con biết đi, má kêu con về nước làm gì? Con đừng có nóng, từ từ đi rồi má sẽ nói. Thì má nói đi, con đang nghe nè. Để coi. Tính ra con đi ngoại quốc học cũng đã 3 năm rồi chứ ít ỏi gì, đúng không? Dạ. Thì 3 năm thì 3 năm chứ. Nhưng mà con đã học xong đâu. Mà má biết rồi, con chưa học xong thì làm sao người ta cấp cho con cái bằng được. Mà con cần cái bằng cấp đó để làm gì? Nhà mình á, ruộng lúa cò bay thẳng cánh, mênh mông à, của ăn của để, mấy đời ăn cũng không hết nữa. Mà con đi học á, cũng chỉ là để đi chơi cho biết đó biết đây thôi. Trời ơi, nhưng mà bây giờ rốt cuộc là má kêu con về nước để làm cái gì đây nè? Má muốn con cưới vợ, sanh cho má một đứa cháu để nối dõi tông đường. Ủa má, chứ không phải chuyện này anh Hai Khải Văn con đã làm rồi sao? Nếu mà nó làm được rồi thì má kêu con về để làm gì? Ý má nói là tới giờ anh Hai chưa có con hả? Ừ. Làm chết đi nha. Con nhà danh giá, tướng tá coi cũng phúc hậu, mắng con. Ai mà ngờ là gây độc chứ. Má ơi, chưa có thì từ từ có. Bây giờ là thời nào rồi mà má còn tin vô mấy câu xưa rích đó. Anh chị hai con còn trẻ mà, má lo cái gì? Con biết má từ từ bao nhiêu năm rồi không? 5 năm rồi đó. Anh con á, năm nay á, cũng đã ngoài 30 rồi. Còn con á, thì cũng... Con quá trẻ. Thằng trẻ trung gì nữa, cũng ngoài 20 rồi ông. Nhưng mà má muốn gì á, thì cũng phải cho con học xong cái đã chứ. Má càng ngày càng lớn tuổi, như là ngọn đèn treo trước gió vậy đó. Má không thể để cho hai đứa con cả tình cả tan hoài đâu nghe. Má tính xong rồi đó. Lần này á, nghe nè. Dạ con đang nghe nè. Lần này mà con với thằng Văn á, mà không sanh được cho má một đứa cháu để nối dõi tông đường á nghe, má đem hết tài sản này á, tròn vịnh đó. Gì chứ má? Vậy sao được? Cái thằng Vịnh á, nó chỉ là cháu của má thôi, nó có dính líu gì tới dòng họ nhà mình đâu. Nó không dính tới dòng họ của con, nhưng mà nó dính tới dòng họ của má. Cái gì? Đem hết gia tài cho thằng Vịnh hả? Mày có nghe lộn không? Trời ơi, không có nghe lộn đâu mợ ơi. Con nghe đúng câu chuyện là như vậy đó. Rồi cậu ba nói sao? Dạ, lúc đó con đứng sau lưng cậu ba, nhưng mà con không nhìn rõ mặt. Nhưng mà con nghĩ cậu ba cũng giật mình khó chịu y chang như mợ vậy. Thiệt là quá đáng mà, đem cả gia tài của chồng cho cháu mình. Mày nghĩ coi, có má chồng nào mà ác như vậy không? Ờ, dạ cái này con không dám nhận xét gì bà. Nhưng mà mợ ơi, sao mợ không xin cho bà đứa cháu đi? Con nghĩ mợ mà xin cho bà đứa cháu hả, thế nào bà cũng hết khó chịu á. Mẹ tưởng là tao không muốn chắc. Nhưng mà tao có phải là gà đâu mà kêu đẻ là đẻ chứ. Kiểu này khổ dài dài rồi.
Mợ khổ một chứ con đây khổ mười á. Cái thằng ở đợi như mày làm gì mà khổ? Thì đó, mợ nghĩ coi, mợ mà không chịu đẻ, thế nào bà cũng bắt cậu ba lấy vợ rồi ở nhà sinh con. Mợ ơi, mợ nghĩ tình mợ thương con là đứa ở trung thành, mợ đừng có sai con hầu hạ cậu ba nha mợ. Không sai mày thì sai ai? Nhà này còn ai để sai nữa? Chẳng lẽ đi sai bà bảy già hay là thằng lũ vô dụng đụng đâu hư đó hả? Nhưng mà mợ ơi, mợ không biết là cậu ba hung dữ lắm, mà hay nổi nóng nữa, ăn uống thì khó khăn, tay tàu lộn xộn con sợ lắm. Nhà này không phải một mình mày biết sợ cậu ba đâu. À, hay là mợ kêu bà mướn thêm người ở đi, chứ cậu ba mà khó quá như vậy á, con sợ nguyên cả nhà mình cũng không hầu nổi cậu ba đâu. Đợi mày nhắc à, chuyện này á tao với bà đã tính rồi. Rồi sao mợ? Nhưng mà mấy cái đứa siêng năng giỏi giắng á đi đâu biệt xứ hết rồi, toàn là cái thứ ở dơ là biến không à, bà không có thích. Trời ơi, vậy là đời con đen tối thiệt rồi. Mợ hai cứu con. Đời tao cũng không có tươi sáng bao nhiêu đâu. Cô uống thêm đi. Vậy thôi. Dạ, cảm ơn. Thôi cho tôi ra tôi chào bà chủ, tôi về. Ờ. Dạ. Ở đi. Cô đứng ở đây đợi đi. Dạ. Dạ thưa cô ba, bà chủ. Cái gì? Dạ cái cô này cô có chuyện muốn nói nè thưa bà chủ. Cô ba. Chuyện gì? Bước vô đây rồi nói. Dạ, vô đi. Cô nói đi. Dạ thưa bà, thưa cậu, con muốn cảm ơn bà, cảm ơn cậu đã cho con ăn cháo. Bây giờ con no rồi, con xin phép con đi. Ờ, đi đi. Dạ. Tính đi đâu? Dạ, con đi tìm người quen của con. Bà con nào? Ở đâu? Tên gì? Dạ, người quen của con ở Càng Long, Trà Vinh á. Con tới đây để tìm bà con. À, con có giấy, có địa chỉ, để con trình cho bà với cậu coi nghe. Dạ đây nè, không tin á thì bà với cậu coi đi. Chết rồi, ướt hết rồi. Bây giờ làm sao mà con đi kiếm được bà con của con đây? Bà với cậu. Bây muốn bày trò gì nữa đây? Dạ, dạ không, con không có bày trò. Con nói thiệt mà, con đi kiếm bà con của con thiệt mà. Vậy ở đâu, tên gì, nói nghe thử. Dạ. Mợ hai, cái mặt này chắc là dưới chất cà đa. Con nghi là chắc là không biết chữ đâu. Đi qua bên kia. Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Đi. Mày tính nằm dạ ở đây phải không? Dạ không, dạ không, con không phải nằm dạ đâu bà. Tờ giấy này là... Má ơi má. Má ơi má. Má đừng có chết bỏ con cho má. Để con ra ngoài kiếm thầy thuốc hay về chữa cho má nha má. Thôi, má chờ con cho má. Nha má. Bình. Sao vậy má? Con... Con nghe má. Má, con nghe nè. Nhầm. Má. Má. Nhà mình. Dạ. Tứ con nhổ thân. Dạ. Con. Người. Chị. Sao? Má.
Càng. Má ơi, má. Má ơi, má. Nhà mình nghèo, không có liên lạc nào. Con lần theo để chị má. Dạ con nghe rồi má, con nghe rồi má, má đừng có làm con sợ má. Này, con tìm, con tìm gì mà được? Má ơi, má đừng có nói vậy. Con sẽ không có sợ nữa đâu má. Má sẽ phải sống với con mà má ơi. Má đừng có làm con sợ. Má! Má! Dạ thưa mẹ, nói thiệt là con chưa có mở tờ giấy này ra lần nào hết. Má con đau nặng trước khi chết, con đưa cho con tờ giấy này, nhưng mà con không có biết chữ. Con tính là đi tới đâu nhờ người ta chỉ giùm tới đó thôi. Trời đất, không biết chữ rồi biết đâu mà tìm. Dạ con, má kệ nó đi má, kiếm người thôi, lo chi cho mệt. Bà chủ, bây giờ mình làm phước cho cổ vài đồng bạc để chữa cái chân đi, chứ con thấy cái chân của cổ còn sưng chù dù à. Dạ thôi, không cần đâu, không cần đâu. Tôi có tiền mà, tôi có tiền á. Nè, tôi có tiền nè. Đây nè. Dạ thôi, con xin phép bà, con xin phép cậu, con xin phép mợ con đi. Ê coi, cô có sao không? Bây giờ còn đi đâu nữa? Trời sắp tối rồi, để mai rồi đi. Dạ. Bình nè, dạ. Sao con không vô nhà tắm, tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ đi. Dạ, con đi, con mang theo con bộ này à. Với lại sáng ngày mai con đi sớm rồi, nên không sao đâu gì. Con cứ lau cho sạch sẽ đi, rồi lát con vô ngủ chung với dì. Dạ, con cảm ơn dì. Thank you.
Dì Bảy. Dì để cho con làm cho. Dì đi nghỉ đi. Trời ơi, không có được. Bà Hội mướn dì để bằng công chuyện. Sáng rồi xúi dì đi ngủ để bị đuổi hả? À không, ý con không phải như vậy. Ý con là dì Bảy đi ngủ tiếp đi, để cho con làm giùm dì cho. Thôi, già cả rồi, khó ngủ lắm con. Với lại cũng biết chuyện gì đâu mà mần. Mà cái chân con á, hết đau chưa mà lại ra đây? Dạ, chân con cũng sắp hết rồi, không có sao đâu. Từ nhỏ tới lớn cô bị hoài à. Chỉ cần đắp lá bông bụp vài lần là hết à. Dì Bảy đừng có lo nghe. Con á nha, con có phước lắm đó, mới được cậu chủ đem về, rồi còn cho ăn, cho ngủ nữa. Ý Bảy nói á, là con xui mà thành hên phải không? Ừ, chứ sao. Coi bộ sáng nay mặt mày tươi tỉnh dữ ha. Tại hôm qua tôi bị đói, cho nên mới yếu xìu như vậy thôi. Chứ tôi ăn no rồi, tôi mạnh dữ lắm, tôi làm không biết mệt đâu. Xạo mày, tướng mày thì làm được cái gì? Cái thao cám heo này chưa chắc gì bị bưng nổi. Nổi chứ, thao bự hơn như vậy tôi còn bưng nổi mà. Mày làm thử đi, tao thấy tao mới tin. Chị muốn tôi thử gì? Mày bưng cái thao cám này ra chuồng heo cho mấy con heo nó ăn đi. Chuồng heo ngoài kia hả? Ừ, được thôi. Không có được, cái chân con còn đau mà bệnh. Dạ không sao đâu dì Bảy, con ở không con cũng ngại, để con phụ chị Hiểm làm cho vui. Chị đưa đây tôi làm cho. Nè mày. Con đi nha dì. Để coi cái chân què của mày phải xoay sở ra sao với mấy con heo nái đang sắp đẻ lồng lộn lên cho mày chừa. Con hai đó hả? Dạ. Con bưng cái gì vậy? Mấy con heo nái kêu đẻ sáng đêm, biết má không ngủ được nên là con thức sớm, con nấu chè yến cho má tẩm bổ. Má ăn đi cho nóng. Mới sáng sớm mà ăn chè nuốt sao trôi. Má không thích ăn chè, để con xuống bếp kêu tụi nhỏ nấu mấy món má thích nha. Thôi được rồi, sao bữa nay lại tốt với tôi quá vậy? Con hiếu thảo với má đó giờ, chẳng qua má không biết thôi. Heo đẻ hả? Dạ phải đó má. Ráng lên heo. Trời đất ơi, cái con đó biết làm cái gì đâu mà vô vướng tay vướng chân. Con nói làm sao chứ, má thấy con nhỏ này nó lanh lợi, nó làm được việc lắm mà. Dạ, má nói con mới để ý. Coi bộ nó cũng biết đỡ đẻ heo thiệt á. Ủa, mà má nói như vậy, bộ má tính... Còn nữa. Dạ thưa cậu ba, cà phê con pha xong rồi, con vô được không cậu ba? Vô đi. Dạ con mời cậu ba. Thank you.
sao còn đứng đó? Dạ, con đợi cậu ba uống xong rồi con dẹp ly luôn. Chứ con sợ mấy con kiến nó vô nó cắn cậu ba. Dạ không phải, ý của con là con sợ mấy con kiến nó phát hiện ra mấy cái mùi thơm với lại đường á, nó sẽ lên cắn cậu ba. Cậu ba không thích thì con đi ra ngoài. Dạ sao vậy cậu ba? Cái này mày gọi là cà phê hả? Dạ, cậu ba đau. Mày pha bao nhiêu muỗng đường hả? Dạ con pha có 3 muỗng đường à. Dạ. Tao đã dặn mày là tao uống cà phê ít đường. Cái lỗ tai của mày đi đâu vậy hả? Dạ con quên, con xin lỗi cậu ba. Để con đi ra con pha liền ly khác. Lần này mà pha không đúng ý tao á. Dạ. Chết đi. Dạ. Trời ơi đau quá. Bình, lại tao biểu nè. Dạ. Mày vô phòng cậu ba mày lượm mấy miếng miễn giùm tao đi. Dạ. Em. Gì? Bị gì vậy? Bị cậu ba nhéo lỗ tai. Có sao không? Đau gần chết mà hỏi có sao không nữa. Gọi lét rồi đó. Ấy da. Cái lỗ tai còn dính trên mặt mà chưa có sức, không có sao đâu. Đồ quỷ. Nhìn gì? Lo đi làm đi, dòm, nhiều chuyện. Cô vô đây làm chi? Dạ, con vô dọn phòng cho cậu. Chuyện này có kẻ ăn người ở làm rồi, không phải chuyện của cô, ra ngoài. Dạ, cậu ơi, bà chủ bà mướn con rồi, nên bắt đầu từ bữa nay, con là người ăn kẻ ở trong nhà này. Vậy à? Dạ. Ủa mà sao cô biết trong phòng này có ly bể mà cô vô đây dọn? Dạ, chị Hiểm chị biểu con á. Dạ, cậu ba để con dọn tiếp. Dạ. Xong dọn tiếp đi. Dạ, con dọn liền nè cậu ba. Dạ, con xin lỗi. Lỗi gì? Dạ, xin lỗi con không có gọn gàng. Tuy là có hơi không gọn gàng nhưng không sao, tao thích như vậy. Dọn tiếp đi. Dạ. Con Hiểm đâu? Dạ cậu ba cứu con. Dọn hết cái đống này cho tao. Con Bình bỏ xuống đi theo tao. Bình, mày đi đâu vậy? Cái gì vậy? Tại sao lại mình dọn? Thank you.
Dạ, cậu ba gọi con ra đây có chuyện gì không? Săn cao ống quần lên. Dạ, cậu ba nói gì? Tao biểu mày săn cao ống quần lên. Dạ, nhưng mà tại sao phải săn ống quần lên vậy? Người hầu thì phải gọn gàng, tao không thích nhìn người lượm thượm. Dạ. Cao lên nữa. Dạ. Vẫn còn thấp, cao hơn chút nữa. Dạ, nhưng mà con thấy vậy là cao lắm. Tao biểu cao lên chút nữa. Dạ. Dạ, con thấy vậy là cao lắm luôn rồi đó cậu. Tao biểu cao lên chút nữa. Dạ. Cậu muốn sai con làm chuyện gì? Không làm gì hết, đứng yên cho tao ngắm. Dạ. Cậu biểu gì con nghe không rõ. Tao nói là mày đứng yên cho tao ngắm, không được nhúc nhích. Xoay người lại. Xoay lại. Đứng im. Dạ.